thưa quý vị huế đã được thế giới biết đến là cố đô duy nhất trong khu vực đông nam á gìn giữ được khá nguyên vẹn các giá trị văn hóa vật thể phi vật thể liên quan đến triều đại phong kiến cuối cùng ở việt nam đây là kết quả của nỗ lực mà đảng chính phủ việt nam với sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế nhiều năm qua chung tay khôi phục và gìn giữ góp phần mang đến sự vẹn nguyên cho cố đô sửa Trải qua hai cuộc chiến tranh cùng những tác động của thời gian, nhiều công trình kiến trúc cung đình Huế như hệ thống thành quách, cung điện, đền đài lăng tẩm ghi dấu hơn 140 năm của triều Nguyễn đã hư hỏng nghiêm trọng. Chỉ còn lại khoảng 400 trên tổng số 1.400 công trình liên quan đến kiến trúc cung đình Huế, trong đó nhiều công trình đã xuống cấp. Đây là một cổ đô, có thể nói nó hồi tù tính hóa kiến trúc cung đình của Việt Nam còn lại một cách hồi thẩm nhất, nhưng mà nó có nguy cơ bị sụp đổ. Năm 1981, Tổng Giám đốc UNESCO đã kêu gọi cứu nguy khẩn cấp cho di sản văn hóa Huế cùng những khoản viện trợ trong các năm từ 1981 đến 1990 đã chung tay với những nỗ lực của chính phủ Việt Nam bước đầu giúp hệ thống di tích Triều Nguyễn ở Huế thoát khỏi tình trạng xuống cấp nhanh chóng. Đến cuối năm 1993, UNESCO đã công nhận Huế là di sản văn hóa thế giới. Nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa Huế của Đảng, chính phủ, chính quyền địa phương sau đó đã được cụ thể hóa bằng kết quả trùng tu phục hồi được hơn 130 di tích thuộc cung đình. Đồng thời, hàng chục hecta đất được tổ chức giải tỏa, thu hồi, trả lại sự vẹn nguyên cho di tích Huế. Và đặc biệt song song với cái quá trình tu bổ và bảo tồn các cái công trình thì công tác di dời giải phóng dân cư ở trong khu vực 1 của di tích, đặc biệt là di tích Kinh Thành Huế cũng được đảng và chính phủ quan tâm đã dành một cái nguồn lực đáng kể và đến thời điểm này thì đã triển khai được cái đề án di dời và giải tỏa các hộ dân cư ở trên thượng thành eo bầu các cái điểm di tích trong khu vực kinh thành theo đánh giá của UNESCO, công cuộc bảo tồn di tích Huế đang chuyển sang giai đoạn ổn định và phát triển bền vững, đưa Huế trở thành điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế đồng thời cũng là nền tảng vững chắc để Huế phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025.